Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ôn tập toàn bộ cái nội dung chương trình của tiếng Anh cơ bản 2. Và hy vọng rằng là sau những cái video này thì các em sẽ có những cái nhìn và những cái kiến thức quan trọng để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi tiếng Anh cơ bản 2 sắp tới của chúng ta. Và như các bạn đã biết rằng là cái môn tiếng Anh cơ bản 2 của các em ấy thì về cấu trúc đề thi nó như thế nào thì gồm có phần thứ nhất là phần trắc nghiệm, phần thứ hai là phần viết lại câu, phần thứ ba là đọc hiểu, phần thứ tư là phần dịch và phần thứ năm là phần có thể là sắp xếp đặt câu hỏi, vân vân, và một cái phần nghe nữa, đúng không nhỉ? Tuy nhiên thì trong toàn bộ cái chương trình của video này thì chúng ta sẽ không đi vào các nội dung đấy mà chúng ta sẽ đi vào các nội dung tổng ôn quan trọng nhất để chúng ta có thể là ôn thi một cách hiệu quả nhất có thể. Ok, trong cái phần thi của chúng ta thì các bạn luôn nhớ rằng thì nó sẽ gồm có hai cái phần, ba nội dung để chúng ta cần để chúng ta có thể là làm một bài kiểm tra tốt. Phần đầu tiên, phần quan trọng nhất đó chính là phần từ vựng. Phần thứ hai là phần ngữ pháp. Các em nhớ rằng trong video này thì chúng ta sẽ không đi vào những cái mẹo, không đi vào những cái đề cụ thể để chúng ta nhằm mục đích là ôn tủ. Không, chúng ta không đi như vậy, mà chúng ta có thể đi vào từng nội dung quan trọng nhất để làm sao giúp cho các em có thể là giải quyết được các bài toán, các bài kiểm tra, các bài thi tiếng Anh ở trong đề thi một cách hiệu quả, mà chúng ta sẽ không bị để tủ đề nhá. Và phần số 3 là các kỹ năng làm bài. Thì đây là ba nội dung mà chúng ta sẽ giúp cho các em có thể là làm bài tốt, đặc biệt môn tiếng Anh cơ bản 2 này. Thứ nhất, phần từ vựng thì chắc chắn nó sẽ nằm ở các mảng từ vựng có trong cái chương trình học của chúng ta. Và cụ thể là từ vựng của chúng ta là chuyên ngành về từ vựng, chuyên ngành về kinh tế. Một số từ vựng chuyên ngành kinh tế như thế nào, về các phần như nào thì tí nữa chúng ta sẽ đi vào phần đầu 1 ở tổng ôn từ vựng chúng ta sẽ hiểu. Thứ hai là ngữ pháp, là các nội dung ngữ pháp mà chúng ta đã học trong suốt chương trình của quyển tiếng Anh cơ bản 2 vừa rồi của chúng ta, đặc biệt là một số kiến thức về mặt từ vựng, từ loại, danh tính động trạng đứng ở vị trí nào, một cái kiến thức về thì động từ, so sánh tính từ, vân vân. Đây là ba mảng kiến thức rất là quan trọng. Và kỹ năng này thì chắc chắn nó là kỹ năng làm bài và đặc biệt là kỹ năng dịch, thì nó sẽ phục vụ trực tiếp cho các em trong quá trình mà chúng ta học bài, thì trong quá trình chúng ta làm bài kiểm tra. Như vậy đây chính là tổng quan về những cái nội dung mà chúng ta cần học trong để chúng ta có thể chuẩn bị cho một cái bài kiểm tra tiếng Anh, vừa thi tiếng Anh cơ bản này cho tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng cái nội dung một và đi vào những cái nội dung quan trọng nhất trong cái phần này. Và trong video này thì hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào bài số 1, đó là bài về tổng ôn về mặt từ vựng. Trong cái phần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi liệt kê lại tất cả những cái từ vựng mà chúng ta sẽ gặp trong nội dung và cụ thể là sẽ có thể xuất hiện trong đề thi tiếng Anh cơ bản 2 của chúng ta. Và các em nhớ rằng như thế này, đó là trong cái đề thi của chúng ta thì luôn luôn có hai dạng từ vựng. Từ vựng thứ nhất là từ vựng cơ bản, đó là những cái từ vựng kết nối. Và nhóm từ vựng thứ hai là từ vựng chuyên ngành, đó là những cái từ vựng mà chắc chắn xuất hiện trong đề thi. Nào, và trong đề thi chúng ta thì các chủ đề nó sẽ gồm có xuyên suốt theo các chủ đề và chúng ta sẽ lần lượt đi học theo từng chủ đề một. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi học về chủ đề số 1, phần 1 La Mã đi. Là chủ đề số 1. Và chủ đề này thì chúng ta sẽ học về chủ đề personnel. Personnel thì có nghĩa là gì nhỉ? Đó chính là nhân sự. Như vậy đây là cái chủ đề nhân sự. Chúng ta sẽ phải học tất cả các từ vựng liên quan đến cái chủ đề nhân sự này. Chúng ta sẽ mang tính chất liệt kê về nghĩa của nó như thế nào thì chúng ta sẽ nhớ. Từ đầu tiên trong phần nhân sự chúng ta chắc chắn phải biết đó là từ gì nhỉ? Ok, đó là từ employee và từ staff. Từ employee và từ staff đây thì nó có nghĩa là gì nhỉ? Đó là nhân sự hoặc là nhân viên. Và các em nhớ rằng số nhiều thì chúng ta phải thêm trên S vào đó. Như vậy có hai từ đầu tiên, từ employee và từ staff, nhớ nhá. Thứ hai từ này thì có nghĩa là nhân viên. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng từ worker. Worker thì là công nhân, đúng không nhỉ? Thì đây là những cái nhân sự mà rất là quan trọng cho công ty. Nhân sự quan trọng hơn cho công ty thì có rất nhiều các nhân sự khác chúng ta phải nhớ. Thì đầu tiên là gì nhỉ? Giám đốc và quản lý. Thì giám đốc đó là gì? Director. Director là giám đốc. Còn quản lý chúng ta có từ gì nhỉ? Manager. Như vậy cái từ director và từ manager này thì các em có thể dùng tương đồng nhau, đều nghĩa là giám đốc thì cũng ok, chấp nhận được. Ngoài ra thì có một từ là từ boss, từ sếp ấy, thì chúng ta cũng có thể là suy nghĩ nó để nhỡ may rằng đề thi chúng ta sẽ vào. Như vậy có 6 từ. Có 6 từ đầu tiên, từ employee, từ staff, worker, director, manager và từ boss là những từ chúng ta cần nhớ. Tiếp tục này, các từ vựng tiếp theo đó là các vị trí, và các vị trí ở trong công ty thì chúng ta nhớ rằng
đó là vị trí về các nhân sự khác, vị kế toán nữa gì nhỉ? Kế toán tiếng Anh là gì? Accountant. Accountant là kế toán viên. Chúng ta cũng phải ghi nhớ những cái nhân vị trí này. Và cũng có thể là có một cái auditor. Auditor là kiểm toán viên, nhớ nhá. Nhân nhân tiện nói luôn từ accountant thì mình sẽ nói luôn từ auditor ở đây. Tiếp tục. Chúng ta sẽ có từ tiếp này là gì nhỉ? Thư ký là gì? Secretary. Secretary. Secretary là thư ký, các em hiểu nhá. Và chúng ta có thể dùng từ collect. Collect. Và từ collect ở đây thì nó cũng có thể là mình là thư ký, như vậy có hai từ thư ký là như vậy. Tiếp tục. President. President thì mình có thể dịch là hội chủ tịch hội đồng quản trị đúng nhá, hoặc là chairman. Chairman. Bây giờ thì người nước ngoài thì người ta thấy rằng là cái việc nếu các em dùng từ chairman nhiều quá thì nó dẫn tới cái việc phân biệt giới tính, nên người ta có thể thay từ chairman bằng từ chairperson, các em nhớ nhá, chairperson thay vì chairman. Và cũng có thể là nói là chairman thì hoàn toàn được chứ không hề sai, tuy nhiên có từ chairperson là từ chúng ta cũng ghi nhớ chứ. Tiếp tục này, chúng ta có từ đại diện là gì nhỉ? Representative. Và nó thường gắn liền với từ đại diện bán hàng, đó là sales representative. Thì đây chính là từ đại diện bán hàng chúng ta cần ghi nhớ. Tiếp tục, nhân sự trong công ty thì chúng ta còn những cái nhân sự tiếp theo này. Ngoài ra thì gồm có các nhân viên, gồm có nhân viên gì nhỉ? Nhân viên kinh doanh là gì nhỉ? Sales salesman. Và tương tự như vậy, salesperson. Các em dùng từ salesman hoặc salesperson thì đều chính xác, đây là nhân viên kinh doanh. Nhân viên lễ tân là gì nhỉ? Receptionist. Receptionist là lễ tân. Tiếp tục. Chúng ta có từ customer. Customer service. Customer service là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Và customer service staff là nhân viên gì nhỉ? Chăm sóc khách hàng. Nhân viên chăm sóc khách hàng. Ngoài ra thì có một số từ nữa như là quản lý, trợ lý là gì nhỉ? Trợ lý là assistant. Trợ lý là assistant. Cố vấn là gì nhỉ? Advisor hoặc là consultant. Consultant là trợ lý. Ok, có nhân sự nào trong công ty nữa không nhỉ? Chúng ta cần biết không nhỉ? Có nhân sự nào trong công ty nữa không nhỉ? Ok, như vậy chúng ta còn có nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing là gì nhỉ? Marketing staff, nhân viên marketing. Ok, như vậy suy ra là trong cái phần đầu tiên, phần nhân sự này thì chúng ta hãy xem những cái từ vựng chúng ta cần học như sau. Thứ nhất là employee, từ nhỉ? Staff và worker. Thứ hai là director, manager, boss, giám đốc, quản lý và sếp. Accountant, auditor, kế toán viên và gì nhỉ? Kiểm toán viên. Secretary hoặc là clerk là thư ký. President là chairperson hoặc là chairman, tức là gì nhỉ? Chủ tịch hội đồng quản trị. Representative và có từ sales representative là đại diện bán hàng, mà có thể là người đại diện. Salesman hoặc là salesperson là nhân viên kinh doanh. Receptionist lễ tân. Customer service staff nhân viên chăm sóc khách hàng. Assistant trợ lý. Advisor consultant là gì nhỉ? Tư vấn viên. Và marketing staff là nhân viên marketing. Và trong cái phần này thì có một cái từ khá là hay là từ CEO, các em nhớ nhé. Từ CEO là từ viết tắt của từ chief executive. Chief executive và officer. Từ này thì mình có thể dịch là giám đốc, đúng nhỉ? Giám đốc điều hành. Ok, như vậy giám đốc điều hành thì từ chief này này có nghĩa là trưởng, các em hiểu nhé. Trưởng chính cái gì đó. Vậy suy ra kế toán trưởng tiếng Anh sẽ là gì nhỉ? Chief accountant. Vậy kế toán trưởng là chief accountant. Và từ executive ở đây thì có nghĩa là các nhân sự cấp cao, hiểu nhá, nhân sự cấp cao. Còn trưởng phòng, ví dụ trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng tài chính hay trưởng phòng gì gì đó, thì khi các em nói từ trưởng phòng thì các em sẽ dùng là the head of cộng cái phòng mình.
Ví dụ, the head of personnel department, trưởng phòng nhân sự. The head of financial department, trưởng phòng tài chính. The head of marketing department, là trưởng phòng marketing. Thì đó là những cái từ vựng mà chúng ta cần nhớ trong chủ đề đầu tiên, là chủ đề về personnel. Và nếu các em không có các từ vựng này thì chúng ta sẽ không làm được gì cả. Ok nhỉ? Nhớ nhá, như vậy đây là những cái từ vựng đầu tiên chúng ta cần ghi nhớ. Tiếp tục nào. Nhóm từ vựng số 2 cũng là chủ đề về liên quan đến công ty. Chúng ta có nhóm từ vựng số 2 là nhóm từ vựng về các phòng ban trong một công ty. Vậy những cái phòng ban trong một công ty thì gồm những cái từ vựng nào thì chúng ta cũng phải ghi nhớ ở đây, departments. Vậy trong công ty thì gồm những cái phòng ban nào? Đây là phòng ban hoặc là bộ phận các em nhớ nhá. Nào, chúng ta sẽ gồm những cái phòng ban nào thì chúng ta cũng phải ghi nhớ. Đầu tiên, cái phòng đầu tiên mà chúng ta cần nhớ là phòng to nhất là người ta gọi là gì nhỉ? Thực ra không phải phòng, mà gọi tổ chức, một cái ban bệ, đó là Director, Director Board. Director Board ở đây thì có nghĩa là hội đồng quản trị, các em nhé. Hội đồng quản trị là The Director Board. Và những người trong hội đồng quản trị thì người ta gọi là Board Member. Board Member là thành viên của hội đồng quản trị. Như vậy chúng ta có Director Board là hội đồng quản trị này, và Board Member là các thành viên của hội đồng quản trị đấy. Tiếp tục, phòng kinh doanh là gì nhỉ? Phòng kinh doanh là Sales Department. Phòng kinh doanh. Và the department là phòng. Vậy các em chỉ cần thêm cái từ phía sau, từ phía trước department là chúng ta ra các phòng ban. Phòng marketing, marketing department. Phòng marketing. Rồi, tiếp tục. Phòng kế toán là gì nhỉ? Phòng kế toán. Kế toán là accounting. Accountant là nhân viên kế toán. Còn accounting là kế toán. Và phòng kế toán là accounting department. Và phòng tài chính là gì nhỉ? Financial department. Hoặc kèm dùng là finance department. Hoàn toàn được. Financial department hay finance department thì cái nào cũng được. Hoặc là department of finance, giống như academy of finance ấy. Rồi, tiếp tục. Phòng nhân sự. Phòng nhân sự thì có từ thứ nhất là từ personnel, như ở phần số 1 của chúng ta đấy. Personnel department. Ngoài ra thì người nước ngoài thì người ta hay dùng cái cụm từ là HR department. HR department. HR là nhân sự, nó là viết tắt của cụm từ gì nhỉ? Human resources. Human resources department là phòng nhân sự. Các em dùng cái từ nào cũng được, chứ không nhất thiết là mình cứ phải dùng từ personnel hay là từ human resources, từ nào mình cũng sẽ chấp nhận được cái đấy. Tiếp tục, phòng chăm sóc khách hàng là gì nhỉ? Chăm sóc khách hàng vừa rồi mình học là nó gì? Customer, đúng nha. Service department. Ok. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Một số công ty có phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm thì mình có phòng nghiên cứu và phát triển, đó là gì nhỉ? R&D. R&D là viết tắt của từ research. Đi viết tắt của từ gì nhỉ? Develop. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Ok. Và phòng là gì nhỉ? Department, R&D department. Các anh dùng là R&D development cũng được nhé. Ví dụ Product Research and Development, dùng danh từ ở đấy. Như vậy chúng ta có một loạt các từ vựng chúng ta trong phòng ban chúng ta cần ghi nhớ này. Đó là Director Board, Sales Department, Marketing Department, Accounting Department, Finance Department hoặc Financial Department, Personnel Department hoặc là HR Department, Human Resources Department. Cái từ này là chúng ta được phép viết tắt các em nhé. Customer Service Department và R&D Department. Thì đó là những cái phòng ban chúng ta cần ghi nhớ khi mà chúng ta học về cái nội dung liên quan tới cái việc mà từ vựng liên quan đến phòng ban. Nếu các em không nhớ các từ vựng này thì rất là khó, bởi vì trong bài thi thì chúng ta có thể có rất nhiều cái câu ví dụ, câu dịch hay là câu hỏi ví dụ như là hội đồng quản trị đã làm gì đó, đưa ra quyết định gì đó, đầu tư về cái gì đó, vân vân. Hay là phòng kinh doanh thì là người quyết định đến doanh thu của công ty chẳng hạn, vân vân. Hay là một số cái câu như thế mà chúng ta cần phải ghi nhớ, thì đó là chủ đề số 2, là chủ đề về personnel. Và tiếp tục, chủ đề số 3 là chủ đề mà chúng ta cũng rất quan trọng trong cái đề thi tiếng Anh cơ bản của các em, và cụ thể là trong chương trình mà chúng ta học, đó là chủ đề về sales, kinh doanh.
Trong chủ đề sales này thì chúng ta cũng phải có các từ vựng liên quan đến việc mà kinh doanh. Và trong việc kinh doanh này thì có các từ vựng gì? Chắc chắn từ vựng đầu tiên này các em phải nhớ đó là từ sales. Ok. Sale này là một danh từ. Danh từ của nó thì có nghĩa là danh từ của nó thì ngoài nghĩa là việc bán hàng ra này, nó còn có nghĩa là doanh số các em nhé. Vậy từ sale này thì có nghĩa là doanh số hoặc là cái việc bán hàng. Và một cái từ là từ on sales. Và đi với tính từ on sales, ví dụ như là the clothes are on sale, có nghĩa là gì nhỉ? Quần áo được bày bán hoặc là quần áo được ok bày bán, hiểu nhá. Vậy từ on sales. Còn từ sale off thì có nghĩa là giảm giá, đúng không? Sale off thì có nghĩa là giảm giá. Bao nhiêu phần trăm là dùng từ buy thì là từ sale là như vậy. Và đi với buy cộng phần trăm, ví dụ sale off buy 10% là giảm giá 10%, vân vân. Thì đấy là cái chúng ta nhớ cho tới nhớ với cái từ sale này. Rồi, trong từ sale này thì về việc bán hàng thì chắc chắn sẽ có việc mua, việc bán, đúng không nhỉ? Và mua tiếng Anh thì sẽ là buy. Và có một từ rất quan trọng cũng hay xuất hiện và chúng ta đồng nghĩa từ buy là từ gì nhỉ? Purchase. Từ này có hai cái đọc, một là cái đọc là purchase, hai cái đọc là purchase. Purchase thì purchase hiểu được. Và danh từ của nó là từ purchase. Và người ta hay đi liền cái cụm này, người ta hay nói là make a purchase. Make a purchase có nghĩa là mua một cái hàng hóa gì đó, người ta dùng từ là make a purchase. Ok, và người mua mua thì đó là người mua là gì nhỉ? Buyer hoặc là purchaser, nhưng người ta thường dùng từ buyer hơn. Rồi, tiếp tục bán là gì nhỉ? Bán thì là sell rồi, chắc chắn là như vậy. Trong việc mua này thì trong việc kinh doanh này, việc bán hàng này thì có người mua này, người bán này. Ngoài ra thì có một người trung gian, người ta gọi là các gì nhỉ? Agent. Các agent là các đại lý, các người nhá. Agent là các đại lý hoặc là retailer. Retailer thì là các nhà bán lẻ. Ok, như vậy agent đại lý, retailer các bạn bán lẻ, hoặc là môi giới thì là broker là môi giới. Như vậy đây là các thành phần chúng ta tham gia vào hoạt động mua bán, chúng ta có thể biết này. Thứ nhất là người mua, là mua là buyer. Người bán thì sẽ là gì nhỉ? Seller. Có thể bán một cách trực tiếp. Trực tiếp là bán một cách directly. Directly là trực tiếp, hoặc gián tiếp là indirectly. Như vậy có thể bán một cách trực tiếp hoặc bán một cách gián tiếp. Và bán trực tiếp thì bán trực tiếp cho seller, bán cho buyer, buyer mua cho seller. Hoặc mua một cách gián tiếp là họ sẽ không thông qua cái seller này, mà họ sẽ thông qua một cái agent, một cái đại lý, hoặc một cái retailer, một cái nhà bán lẻ, hoặc là broker, nhà môi giới. Thì đó chính là những cái từ vựng đầu tiên chúng ta nhớ trong chủ đề sales này. Ok, tiếp tục này. Trong phần sale này thì khi mà có người bán mua rồi thì chắc chắn nó sẽ phải có cái gì để bán người mua nhỉ? Đó chính là hàng hóa. Và hàng hóa tiếng Anh là từ gì nhỉ? Goods. Hoặc là chúng ta phải dùng từ merchandise. Từ merchandise cũng là hàng hóa, là từ khá là quan trọng. Merchandise. Hoặc là commodity. 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 Commodity cũng là hàng hóa. Như vậy chúng ta có từ goods, merchandise, commodity. Tất cả những từ này đều nghĩa là hàng hóa. Ngoài ra nếu các em có thể dùng từ products thì cũng có thể là chấp nhận được, các em nhớ nhé. Products. Ok. Nào, như vậy chúng ta có các từ vựng này này. Thứ nhất là việc bán hàng này, mua này, bán này, các kênh bán này, đại lý này, gì nhỉ? Bán lẻ này, môi giới này, hàng hóa. Rồi, hàng hóa rồi thì phải có người tiêu thụ, đúng không nhỉ? Người tiêu thụ người ta gọi là gì nhỉ? Customers. Khách hàng ấy. Customer này. Có thể là consumer. Consumer. Consumer thì cũng là người tiêu thụ. Ok. Hoặc cũng có thể là gì nhỉ? Cũng có thể là buyer hoặc seller như vậy. Hoặc chúng ta có dùng từ guest, là khách hàng. Như vậy các từ này thì có nghĩa là khách hàng. Customer này, consumer và guest là khách hàng, nhớ nhá. Như vậy có các từ vựng này thì chúng ta sẽ phải bắt buộc phải ghi nhớ vì nó khá là quan trọng. Tiếp tục. Tiếp tục này. Chúng khi mà chúng ta mua hàng rồi đúng không nhỉ, thì chúng ta sẽ phải có các chế độ khác. Và ví dụ như là chế độ bảo hành. Bảo hành là gì nhỉ? Chế độ bảo hành này, warranty đúng không nhỉ? Warranty. Warranty là bảo hành, các em nhớ nhá. Chế độ bảo hành này,
chế độ promotion là xúc tiến thương mại, promotion các chiến dịch xúc tiến thương mại thúc đẩy sale ấy gọi là promotion. Chúng ta gồm có các chiến dịch như có discount giảm giá hoặc là sales off discount là chiết khấu còn sales off là khuyến mại giảm giá vân vân. Thì đó là những cái từ vựng chúng ta cần nhớ về chủ đề về bán hàng, nhớ nhá. Như vậy chúng ta có sale này, buy này, purchase là mua này, sell là bán này, agent này, retailer và broker đại lý này, bán lẻ môi giới này, và các hàng hóa goods, merchandise, commodity, product sản phẩm, hàng hóa customer, consumer, guest là khách hàng, warranty là bảo hành, promotion là việc thúc đẩy thương mại gồm có discount là chiết khấu và sale off thì là giảm giá. Thì đó là những cái từ vựng đầu tiên, để ba chủ đề đầu tiên trong cái phần tiếng Anh cơ bản 2 này các bạn phải ghi nhớ để học thuộc những từ vựng này. Nó khá là nhiều từ vựng trên bảng, các em có thể nhìn ở đây. Personnel này, sau đó là gì nhỉ? Department, các phòng ban này. Sau các phòng ban xong thì chúng ta sẽ có các phần sale là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại một lượt về các từ vựng này rồi chúng ta chuyển sang nội dung tiếp theo nhé. Như vậy là các từ, các nhóm chủ vựng đầu tiên chúng ta cần nhớ ba chủ đề, đó là chủ đề về chủ đề đầu tiên là chủ đề về personnel, chủ đề là department và chủ đề là sales. Và tiếp tục chủ đề thứ tư của chúng ta. Chủ đề thứ tư của chúng ta đó là chủ đề về marketing. Marketing thì chính là marketing, và chúng ta có thể dịch là tiếp thị. Và trong chủ đề về marketing này thì có những từ vựng, đây là cái chủ đề rất quan trọng vì nó rất rộng và nó xuất hiện rất là nhiều trong các đề thi lần trước. Và từ vựng đầu tiên bắt buộc chúng ta phải nhớ đó là từ strategy hoặc là từ campaign. Từ campaign viết nào nhỉ? Đúng rồi, từ campaign. Strategy và campaign này, từ hai từ này đều nghĩa là chiến dịch. Như vậy chiến dịch marketing là marketing strategy hoặc là marketing campaign, và hai từ này nó giống nhau, các em dùng từ nào cũng được, đừng phân biệt nó. Như vậy từ đầu tiên chúng ta phải nhớ là từ marketing, đó là từ strategy và từ campaign. Ok, và có một từ nữa mà chúng ta hay gắn liền với từ marketing này là từ plan. Vậy là marketing plan là kế hoạch marketing. Như vậy marketing strategy là chiến dịch marketing, marketing campaign cũng là chiến dịch marketing, và marketing plan thì là kế hoạch marketing, các em nhớ nhé. Rồi tiếp tục, khi mà làm marketing thì có một cái vấn đề chúng ta cần cân nhắc, đó là cái ngân sách cho marketing là bao nhiêu. Như vậy ngân sách marketing là gì nhỉ? Đó là từ marketing budget. Như vậy, ngân sách cho marketing thì chỉ là marketing budget, là ngân sách cho cái lĩnh vực marketing, cho cái hoạt động marketing của công ty. Vậy hoạt động marketing là gì? Hoạt động marketing thì đó là gì nhỉ? Marketing và đi từ hoạt động. Các em nhớ rằng trong tiếng Anh thì khi mình dịch thì bao giờ mình dịch ngược lại so với tiếng Việt. Như vậy hoạt động marketing thì mình dịch từ marketing trước và hoạt động sau. Vậy sẽ là marketing activities. Marketing activities là các hoạt động marketing. Như vậy những từ vựng đầu tiên trong phần marketing khá đơn giản đúng không nhỉ? Và như chúng ta phải nhớ nhé. Tiếp tục, giám đốc marketing thì là các nhân sự trong ngành marketing, thì nhân viên marketing là marketing staff, đúng không nhỉ? Vừa học trong phần personnel rồi. Và giám đốc marketing là marketing director. Ok, tiếp tục này. Trong phần marketing này thì chắc chắn nó có một cái từ cực kỳ quan trọng, đó là advertisement. Advertisement. Từ này có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là Anh là advertisement, còn Anh Mỹ sẽ là advertisement. Cách đọc là advertisement hay advertisement thì đều được. Đó là quảng cáo, giống như advertisement là quảng cáo. Đây là các bài đăng quảng cáo hay là việc quảng cáo trên TV hay là trên báo chí, người ta gọi là advertisement. Còn cái hoạt động quảng cáo thì người ta hay dùng advertising. Advertising. Như vậy, ngân sách quảng cáo thì có thể là advertising budget, hoặc là advertisement budget cũng được. Các chiến dịch quảng cáo là advertising strategy hoặc advertising campaign, và kế hoạch quảng cáo là advertising plan. Các hoạt động quảng cáo là advertising activities. Kể rồi nhá, như vậy thì advertising, advertisement cũng được. Nào, tiếp tục. Khi mà làm quảng cáo thì các em sẽ phải nắm vững được một số cái như là cái xu thế. Vậy xu thế thì anh là gì nhỉ? Mà chúng ta hay bắt gì nhỉ? Bắt trend.
Trend đây là cái xu hướng hoặc xu thế, và luôn luôn nó sẽ gắn liền với những cái hoạt động khác. Và cũng có thể, và chúng ta trong cái này thì chúng ta nhớ luôn những cái từ về thương hiệu, nhãn hiệu là gì nhỉ? Từ brand. Như vậy từ trend là xu thế và từ brand thì có nghĩa là nhãn hiệu hoặc là thương hiệu gì đó. Rồi, các em nhớ nhá. Tiếp tục, các em muốn làm marketing tốt và muốn sẽ bán được cái từ hoạt động marketing thì là một cái hoạt động rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến phần của hoạt động sale của trong vừa học đấy. Và muốn sale được nhiều thì chúng ta cũng phải có một cái quan trọng, hoặc là một trong muốn sản xuất hay muốn sale ấy thì phải có một cái là research the market, là nghiên cứu thị trường. Vậy research the market thì có nghĩa là nghiên cứu thị trường, các em nhé. Và từ research này thì người ta cũng hay được nói theo một cách nữa, đó là conduct. Conduct là tiến hành, đây là một từ khá là đắt giá. Conduct là tiến hành nhé. Conduct a market research. Đây là tiến hành nghiên cứu thị trường. Vậy conduct a market research là tiến hành một cái nghiên cứu về thị trường, chúng ta dùng là dùng cái cụm này. Rồi, tiếp tục trong phần marketing này thì chúng ta sẽ có những cái như sau. Đó là các kênh gì nhỉ? Các kênh quảng cáo này, các kênh phân phối này, việc cung cấp, một số động từ là từ provide là cung cấp này. Thu thập là gì nhỉ? Collect. Hoặc kênh có thể dùng từ example này thì cũng có nghĩa là thu thập. Và phân tích là gì nhỉ? Analyze là phân tích. Như vậy có từ này, cung cấp này, thu thập này và phân tích. Ví dụ như là cung cấp, thu thập và phân tích thông tin thị trường. Ví dụ thế nhỉ? Đó là provide hoặc là collect hoặc là analyze the market information. Như vậy, information là thông tin, về market information là thu thập thông tin thị trường. Chúng ta nhớ nhá, như ba từ được là này, cung cấp này, thu thập này và phân tích. Tiếp tục, chúng ta có từ mạng lưới là gì nhỉ? Network. Network là mạng lưới. Trong phần sale vừa rồi thì chúng ta quên mất một từ rất là quan trọng là từ phân phối, là distribution. Nhớ nhá, động từ là từ distribute và danh từ là distribution, và các nhà phân phối là gì nhỉ? Distributor là các nhà phân phối. Như vậy distribution là sự phân phối này, distributor là nhà phân phối, distribute là phân phối. Và người ta cũng gắn liền với một collocation, một cụm từ liên quan distribute này, đó là distribution channel. Đó là các kênh phân phối, hoặc distribution network là mạng lưới phân phối, nhớ nhá. Như vậy chúng ta có từ distribution, chúng ta phải nhớ. Chúng ta có deliver. Deliver đó là, nó bằng với từ gì nhỉ? Nó bằng từ ship, là chuyển hàng đấy. Và danh từ của nó delivery và shipment, các em nhớ nhá. Rồi, trong phần sale vừa rồi các em thêm một từ là từ pay. Trong phần sale vừa rồi thì các em thêm từ pay vì việc chắc chắn là việc mua hàng thì phải thanh toán rồi đúng không nhỉ? Và pay này thì có một cái từ, danh từ là từ payment. Payment, các em hiểu nhá. Và từ pay này thì có một cụm từ rất hay là từ payoff. Payoff có nghĩa là em chi trả toàn bộ cái chi phí, chi toàn bộ cái gì đó, gọi là payoff. Ok, thêm một cái từ nữa là từ bill. Bill là hóa đơn và nó bằng từ invoice, liên quan từ sale, các em nhé. Như vậy bill và invoice các em thêm vào trong cái chủ đề về sale vừa rồi. Ok, nào tiếp tục về phần marketing nè. Trong phần marketing thì nó sẽ có những cái mà chúng ta cũng sẽ phải xem các sự competition, sự cạnh tranh, và cũng như là các đối thủ cạnh tranh của chúng ta, competitor. Đó, như vậy competition là sự cạnh tranh, còn competitor là các đối thủ cạnh tranh. Có những cái từ gì nhỉ? Như là chúng ta cũng phải xem cái quy luật cung cầu là demand and supply. Demand là cầu, còn supply thì là cung, đúng không nhỉ? Demand and supply. Needs and wants, needs là nhu cầu và wants thì là ước muốn. Vậy needs and wants, nhu cầu và mong muốn của mày là cái gì? Thì đó chính là những cái từ mà chúng ta cần nhớ. Một số cái từ tính từ rất quan trọng từ potential. Potential, và người ta hay đi từ potential market, thị trường tiềm năng. Ví dụ chúng tôi đang tìm kiếm một thị trường tiềm năng cho cái sản phẩm này, hay là gì gì đó. Và một cái nữa đó là behavior, là hành vi. Ví dụ hành vi của khách hàng chẳng hạn.
Ok, như vậy đây là toàn bộ những cái từ vựng chúng ta cần nhớ. Bây giờ sẽ lướt qua một lượt về những cái từ vựng của marketing này nhé. Thứ nhất, strategy, campaign, nó là chiến dịch, plan là gì nhỉ? Kế hoạch, marketing budget, ngân sách cho việc marketing, marketing activities, đó là gì nhỉ? Các hoạt động marketing, marketing director, giám đốc marketing, advertisement hoặc advertising, advertisement là các quảng cáo và advertising là các hoạt động quảng cáo, trend và brand, trend thì là xu hướng và brand thì là nhãn hiệu. Và research the market là nghiên cứu thị trường và nó hay đi từ là conduct a market research. Provide, cung cấp, collect, thu thập và analyze là gì nhỉ? Phân tích. Network, mạng lưới, distribution, sự phân phối. Deliver bằng từ ship là vận chuyển hàng hóa và pay là thanh toán và cụ thể là có từ payment. Và có một cái động từ là từ pay off, là trang trải hoặc là chi trả toàn bộ cái chi phí gì đó, bill và invoice và hóa đơn. Chúng ta cần quan tâm đến competition, cạnh tranh, competitor, các nhà cạnh tranh, demand and supply, demand là cầu và supply thì là cung, needs and wants, đó là gì nhỉ? Yêu cầu, cần, nhu cầu và ước muốn, và potential, potential có nghĩa là gì nhỉ? Nó là tiềm năng và potential market là các thị trường tiềm năng. Và cuối cùng là behavior là gì nhỉ? Là cái hành vi của, ví dụ là customer behavior, hành vi của khách hàng, buyer's behavior, hành vi của người mua. Thì đó là những cái từ vựng mà chúng ta cần nhớ trong chủ đề số 4 của chúng ta, chủ đề về marketing. Tiếp theo này, một chủ đề không kém phần quan trọng là chủ đề số 5, là chủ đề về finance, về tài chính. Trong chủ đề về tài chính này thì chúng ta cần những nắm vững cái chủ đề gì, tức là một hoạt động công ty thì muốn hoạt động tốt thì phải có cái phần gì nắm chắc chắn về mặt tài chính, mà chúng ta phải kiểm soát được những cái gì doanh thu này, chi phí lợi nhuận, và những cái từ doanh thu, chi phí lợi nhuận là như thế nào. Thì thứ nhất chúng ta có từ doanh thu là từ gì nhỉ? Turnover. Turnover là doanh thu, hoặc chúng ta có thể dùng từ revenue. Revenue, hoặc chúng ta có thể dùng từ sales, doanh số. Như vậy cái từ sale là doanh số, là hơi khác một chút về doanh thu, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể là xem nhé. Turnover là doanh thu này, revenue là doanh thu này, và sales là doanh số, nhớ nhá. Như vậy từ đầu tiên là về mặt doanh thu. Tiếp tục, chi phí là gì nhỉ? Từ cost, cost là chi phí. Chúng ta có từ expenditure. Expenditure từ này cũng là chi phí. Và chúng ta có từ là từ expenses. Expenses ở đây thì cũng là chi phí, và cũng có thể dùng từ spending cũng được. Spending là việc chi tiêu. Thế là những từ vựng đầu tiên chúng ta cần nhớ trong cái phần liên quan tới chi phí. Ok, tiếp tục này. Lợi nhuận, chúng ta có từ gì nhỉ? Profit. Lợi nhuận thì bằng doanh thu trừ chi phí, đúng không? Và profit ở đây thì là nó lợi nhuận. Và trong từ profit này có một tính từ là profitable. Thì profitable ở đây thì có nghĩa là có khả năng sinh lời, các em nhớ nhá, có khả năng sinh lời. Ví dụ our company is profitable, có nghĩa là công ty của chúng tôi thì có khả năng làm ăn, có lãi, vân vân. Ví dụ như vậy, từ profit ở đây là có lợi nhuận. Như vậy turnover này, revenue, sales, cost, expenditure, expenses, spending, profit là những từ cực kỳ quan trọng và gần như mà chúng ta bắt buộc phải nhớ. Ok, rồi tiếp tục chúng ta có từ debt. Debt là gì nhỉ? Cái từ này âm b bị câm nên chúng ta không đọc là debt mà chúng ta đọc là debt. Và đây chính là nợ, và chúng ta có hai khoản nợ, đó là long term. Long term là gì nhỉ? Là dài hạn, và short term thì là ngắn hạn, nhớ nhé. Như vậy chúng ta có từ long term debt, nợ dài hạn, và short term debt là nợ là ngắn hạn. Ngoài ra chúng ta có từ contract, hợp đồng. Như vậy chúng ta có từ là long term contract và short term contract, hợp đồng dài hạn và hợp đồng ngắn hạn. Vậy nói chung là từ long term này thì có nghĩa là dài hạn, và từ short term này thì có nghĩa là ngắn hạn, đúng không nhỉ? Asset này thì có nghĩa là từ này thì có nghĩa là tài sản, đúng không? Asset là tài sản, nhớ nhá. Rồi còn từ gì nữa không nhỉ? Trong cái tài sản này thì còn có machine này, máy móc này, equipment này, trang thiết bị này,
Equipment. Đúng không nhỉ? Còn từ gì nữa nhỉ? Land, đất, nhà xưởng là factory, factory vân vân. Thì là những cái từ liên quan đến asset. Ngoài ra thì còn có một số từ như là từ vốn. Vốn là gì nhỉ? Capital. Các nguồn vốn là capital. Rồi, tiếp tục này. Đối với các khoản lợi nhuận thì người ta luôn luôn mong hướng xu hướng là người ta gì nhỉ? Người ta mong muốn rằng là cái lợi nhuận này nó sẽ phải được gì nhỉ? Tối đa hóa, đúng không? Như vậy tối đa hóa tiếng Anh sẽ là maximize. Và người ta luôn luôn tối đa hóa cái maximize cái profit. Ngoài ra nếu không tối đa hóa được, người ta sẽ cố gắng increase, làm gia tăng. Kìa mình nhá. Như vậy maximize là tối đa hóa, còn increase là gia tăng. Còn chi phí người ta luôn luôn cố gắng là gì nhỉ? Tối thiểu là gì nhỉ? Minimize và reduce hoặc là decrease. Đó là những cái từ chúng ta cần nhớ đối với từ cost này là như vậy. Còn cái từ nợ này thì người ta trang trải nợ nần. Vậy trang trải là chúng ta vừa học xong, đó là từ gì nhỉ? Pay off. Như vậy là pay off the debt là trang trải toàn bộ cái khoản nợ chúng ta cần nhớ, pay off. Ngoài ra thì có một số cái từ cũng có thể được cho vào trong cái phần tài chính này, đó là stock, cổ phiếu chứng khoán đó nhỉ? Security, cổ phiếu chứng khoán. Cổ phần thì là gì nhỉ? Là share, các bạn nhá. Cổ phần là share. Và họ nhận được một cái gọi là dividend. Dividend là cổ tức. Nhớ nhá. Stock và securities là cổ phiếu chứng khoán, còn share là cổ phần và dividend thì là cổ tức. Ok, thì đó là có lẽ là đó là những cái gì nhỉ? Đó là những cái từ vựng quan trọng bậc nhất trong cái chủ đề về marketing và từ finance này rồi. Và sau khi chúng ta ôn tập lại những cái từ vựng của chủ đề về marketing này, cũng có strategy, campaign, plan, marketing, budget, vân vân. Để các từ vựng về chủ đề về finance rồi, thì chúng ta chuyển sang những nội dung tiếp theo, những cái nhóm từ vựng tiếp theo nhé. Chủ đề tiếp theo trong cái hệ thống về cái phần từ vựng của chúng ta là chủ đề số 6, đúng không nhỉ? Chủ đề số 6. Đó là chủ đề về production, về sản xuất. Đây là một chủ đề quan trọng không kém chủ đề về finance, tài chính. Trong phần production này thì chúng ta sẽ học các chủ đề liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty. Và cái từ hoạt động sản xuất ngay từ đầu chúng ta phải nhớ đó là từ produce. To produce này có nghĩa là sản xuất, là nó sẽ là một từ mà là gốc từ của từ product, là sản phẩm. Và nhớ, các em nhớ rằng produce là sản xuất, còn product thì là sản phẩm. Vì rất nhiều người ta các bạn không hiểu cái từ produce và product là nó là như thế nào, nhớ nhá. Produce là sản xuất, và từ produce này thì chúng ta có thể dùng một từ tương tự là từ manufacture. Manufacture thì là sản xuất. Và nhà sản xuất thì chúng ta dùng từ gì nhỉ? Producer. Producer là nhà sản xuất, hoặc là manufacturer, nghe nhớ nhá. Như vậy đây là những cái từ đầu tiên chúng ta cần nhớ. Ok, rồi. Produce là sản xuất này, producer nhà sản xuất, product là sản phẩm, manufacturer là cũng là sản xuất, là những từ mình cần phải nhớ. Nào, cái từ này thì còn một từ nữa, từ productivity. Productivity. Productivity, productivity thì có nghĩa là các, đó là danh từ là năng suất, các em nhớ nhá. Năng suất, và tính từ của từ productivity là productiveness. Productive là tính từ là năng suất, và một danh từ là năng lực sản xuất là productiveness. Ok, như vậy chúng ta có một số cái từ nó liên quan ngay đến từ production của chúng ta. Đó là produce, producer, product, manufacture, productivity, productive và productiveness. Nhớ nhá, sản xuất này, sản phẩm này, nhà sản xuất này, năng suất này, năng suất tính từ và khả năng sản xuất. Đây là những từ vựng đầu tiên chúng ta bắt buộc chúng ta phải nhớ khi mà chúng ta học cái từ production, sản xuất này. Nào, tiếp tục. Trong phần sản xuất này thì khi các em học sản xuất thì chắc chắn là đầu vào, chúng ta phải có đầu vào, đúng nhỉ? Đầu vào là gì nhỉ? Đó là input, là đầu vào. Ngoài ra thì đầu vào này thì chúng ta sẽ gồm có các material. Material
và số nhiều là materials, có nghĩa là gì nhỉ? Nguyên liệu. Và một cái từ nguyên vật liệu thô người ta hay dùng là từ raw material. Từ này có nghĩa là nguyên vật liệu thô, các em nhớ nhá. Ok, tiếp tục. Sản lượng đầu ra là gì nhỉ? Là output. Cái output này thì nó sẽ là cái product rồi, sản phẩm rồi, chắc chắn rồi, hoặc là goods, hàng hóa. Ok, như vậy hai từ đầu tiên chúng ta cần nhớ là từ input, đó là gồm những từ là material hoặc là raw material. Ví dụ như là người ta có thể có một câu đó là công ty chúng tôi, sản phẩm công ty chúng tôi rất chất lượng, à từ chất lượng là gì nhỉ? Chất lượng đó là từ gì nhỉ? Quality. Quality. Sản phẩm của chúng tôi rất là quality, rất chất lượng bởi vì chúng tôi sử dụng nguyên vật liệu tốt. Ví dụ thế thì chúng ta phải nhớ cái từ good material và từ quality là chất lượng. Rồi, tiếp tục nè. Chúng ta có dây chuyền sản xuất là production, là sản xuất, và dây chuyền đó là từ line. Như vậy production line là dây chuyền sản xuất, hiểu nhá. Production line là dây chuyền sản xuất. Tiếp tục. Chúng ta có từ là từ hạn ngạch sản xuất, đó là cái từ hạn ngạch là một từ mà chúng ta cũng khá là quan trọng. Production quota. Quota đấy, quota là hạn ngạch sản xuất, các em nhá. Và cái từ quality này thì là chất lượng rồi, có một từ nữa là từ quantity. Quantity là số lượng. Vậy quality là chất lượng, còn quantity là số lượng. Rồi, để sản xuất được thì chúng ta cũng phải có các gì nhỉ? Machine này, các loại máy móc này, các loại trang thiết bị, equipment mà chúng ta học trong cái phần finance, trong cái chủ đề về access rồi, vân vân. Equipment này, đúng không nhỉ? Chúng ta cần có công nghệ, technology, công nghệ sản xuất, ví dụ là production technology, vân vân. Thì đó là những cái từ nó không có nhiều đâu, nó chỉ có một số cái từ liên quan đến sản xuất, đặc biệt cái cụm từ về sản xuất này, một cái cụm từ vựng nhá về sản xuất này thì các em phải nhớ nó có rất nhiều từ như vậy. Thì đó chính là chủ đề số 6 của chúng ta, chủ đề về sản xuất. Tiếp tục, chủ đề số 7 là chủ đề về các loại hình công ty, types of companies. Các loại hình công ty chúng ta cần nhớ đó là loại hình gì? Trong bài thi, trong cái phần chương trình học của chúng ta thì chúng ta cũng được học về một số loại hình công ty. Và một số loại hình công ty chúng ta nhớ nhé. Công ty tư nhân là gì nhỉ? Private company. Công ty tư nhân, private company. Nhớ nhé. Công ty nhà nước thì là gì nhỉ? State company. Công ty nhà nước. Như vậy có hai từ đầu tiên, private company và state company, là công ty tư nhân và công ty nhà nước. Công ty cổ phần. Công ty cổ phần là một từ khá là khó, đó là joint stock company. Vậy công ty cổ phần là joint stock company. Tiếp tục. Hoặc đây cũng là một công ty liên doanh em nhé. Công ty liên doanh thì có thể dùng cái từ này, joint stock company, hoặc công ty cổ phần là joint stock company. Rồi tiếp tục. Công ty nước ngoài là gì nhỉ? Foreign. Từ foreign là nước ngoài. Company. Foreign company. Công ty nước ngoài. Tiếp tục. Công ty đa quốc gia. Multinational company. Công ty đa quốc gia. Rồi. Chúng ta công ty gì ở đây? Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì nhỉ? Limited liability company. Thực ra thì các em có thể bỏ từ liability đi thì người ta cũng được, limited company là công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty bất động sản. Bất động sản là real estate. Real estate. Tuy nhiên thì người ta không dùng từ, ít khi dùng từ company mà người ta dùng là real estate agency, các em biết nhé. Người ta có thể dùng từ company cũng được, nhưng người ta dùng agency khi nói về cái công ty bất động sản đó. Tiếp tục này. Và một cái công ty sản, có một công ty là công ty mà cung cấp các nguyên vật liệu, là cung cấp cho các công ty khác, tức là sản xuất một hàng hóa để cho các công ty khác, người ta gọi là supplier, nhà cung ứng, supplier. Hoặc là production company, công ty sản xuất. Production company.
Thì đó là những cái công ty mà chúng ta cần nhớ, hoặc là công ty trong nước. Có từ foreign company là công ty nước ngoài, vậy công ty trong nước đó là gì nhỉ? Domestic, vậy domestic là trong nước. Company. Ok, thì đó là toàn bộ các loại hình công ty mà chúng ta cần nhớ có trong phần có từ vựng của phần tiếng Anh cơ bản 2 của chúng ta. Sau khi phần từ vựng này rồi thì chúng ta chuyển sang một cái chủ đề nữa. Chủ đề này thì nó cũng không nằm trong cái nào cả, nên là chúng ta chuyển sang cái số 8. Mình gọi nó là others, các chủ đề về khác đi. Các chủ đề khác, những từ vựng chúng ta cần nhớ, ví dụ như là đầu tư là gì nhỉ? Invest. Và danh từ của nó là investment. Đúng không nhỉ? Và nhà đầu tư là investor. Như vậy từ đầu tiên là từ đầu tư. Tiếp theo này, chúng ta từ cạnh tranh là gì nhỉ? Compete. Danh từ của nó là competition. Competition. Competitor. Competitor. Đúng không nhỉ? Và sự cạnh tranh là competitive. Và một từ nữa rất hay là từ competitiveness, có nghĩa là năng lực cạnh tranh. Như vậy từ cạnh tranh này có rất nhiều từ này. Thứ nhất là compete, competition, competitor, competitiveness và competitive và competitiveness. Cạnh tranh, sự cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh tính từ và năng lực cạnh tranh là từ compete. Tiếp tục, thương mại chúng ta có từ commerce. Commerce là thương mại và nó có danh từ là commercial. Commercial là tính từ thương mại, nhớ nhá. Cải tiến là gì nhỉ? Improve có nghĩa là cải tiến và danh từ là improvement, sự cải tiến. Improvement. Tiếp tục, chúng ta có từ trao đổi là gì nhỉ? Trade hoặc là exchange là trao đổi. Chúng ta có từ công nghiệp là từ industry. Industry. Dịch vụ chúng ta có từ gì nhỉ? Service. Và nông nghiệp chúng ta có gì? Agriculture. Agriculture. Nông nghiệp. Nhớ nhá. Ok, như vậy chúng ta nhớ các từ vựng thêm vào đây. Ngoài ra thì có một số cái từ vựng khác như là khu công nghiệp thì là industrial zone chẳng hạn. Cơ sở vật chất thì là gì nhỉ? Facility. Facility là cơ sở vật chất. Vân vân. Các từ vựng bên ngoài này thì nó cũng khá là nhiều mà chúng ta ngồi liệt kê ra thì không biết là bao nhiêu cho đủ cả. Nhưng tóm lại ở đây những từ vựng khá là quan trọng, chúng ta bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ. Vậy nên là trong cái nội dung của phần này thì chúng ta sẽ có 3 chủ đề, đó là production, sản xuất, chủ đề về types of companies là chủ đề về các loại hình công ty, và chủ đề thứ 3 là chủ đề các chủ đề khác. Thì đó là những cái từ vựng chúng ta cần nhớ. Như vậy toàn bộ video này thì các em đã được nắm vững được tất cả các từ vựng quan trọng bậc nhất có trong cái môn tiếng Anh cơ bản 2 của các em. Và nhiệm vụ các em là học thuộc tất cả các từ vựng này để chúng ta chuẩn bị cho bài thi của chúng ta. Và gần hơn nữa là chúng ta học thuộc tất cả từ vựng này để chúng ta chuyển sang cái nội dung về tổng ôn ngữ pháp và cái kỹ năng dịch văn bản trong đề thi tiếng Anh cơ bản 2. Ok, hẹn gặp lại các em vào video tiếp theo.